Một ngày cuối năm Quý Tỵ 2013, vượt gần 40 km từ thị trấn Kim Sơn, chúng tôi về với bản Pu Khóng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, thuộc khu tái định cư thủy điện Hùa Na. Đây là bản của đồng bào Thái Đen, người dân rất thân thiện và mến khách. Cảnh sắc tươi sáng bởi cờ hoa rực rỡ. Bà con làm thịt cả một con bò để bày mâm cỗ. Còn đội văn nghệ bản thì say sưa luyện tập. Hình như Pu Khóng đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Anh ơi, bản mình hôm nay sao vui thế ạ? Bản Pu Khóng năm nay được huyện tổ chức đón Tết sớm, mời chia lại chung vui đón Tết cùng bà con. Dạ. Chị vào đây cho em thay đồ đi để đi đón Tết. Dạ, đi chị. Theo phong tục, vào dịp lễ Tết, phụ nữ Thái đều mặc trang phục truyền thống. Váy gồm hai lớp, váy trắng mặc bên trong và váy đen mặc ngoài. Chân váy là hoa văn thổ cẩm với màu sắc hài hòa. Họa tiết thường là hình mặt trời, chim muông, cỏ cây, hoa lá. Người xưa truyền tụng rằng vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Thái khiến cho hoa cỏ, chim muông cũng phải ngắm nhìn và theo bước. Thắt lưng làm bằng vải bông, giữ cho cặp váy quấn chặt lấy phần eo. Hàng cúc bướm trên chiếc áo ôm sát người là nét đặc trưng của bộ nữ phục Thái, tượng trưng cho sự kết hợp giữa nam và nữ để nòi giống được trường tồn. Khăn piêu có thể quàng lên cổ hoặc quấn quanh đầu theo nhiều kiểu khác nhau. Các hoa văn thổ cẩm trên chiếc khăn piêu không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn cho thấy tính cách, tâm hồn của người phụ nữ Thái. Các bà, các mẹ lớn tuổi thì thiên về gam màu trầm và đường nét rám sỏi. Còn cô gái đang yêu thì không thể giấu nổi tình cảm của mình qua những gam màu tươi sáng, rực rỡ. Thật thú vị khi được khoác lên người bộ trang phục duyên dáng của người phụ nữ Thái trong một dịp ý nghĩa như thế này. Xin mời quý vị cùng đi đón Tết với bà con khu tái định cư Thủy Điện Hồ Na. Bản Pu Khóng hôm nay tràn ngập tiếng nói cười. Bà con tạm quên đi những lo toan vất vả thường ngày để cùng hòa mình vào ngày hội chào xuân mới. Làm nên không khí sôi nổi hấp dẫn cho ngày Tết là các trò chơi dân gian. Không chỉ để trai gái tìm hiểu kết bạn, ném còn mang ý nghĩa phồn thực, cầu mong giao hòa âm dương, mùa màng tươi tốt. Quả con hình cầu, bên trong nhồi thóc và hạt bông, người Thái quan niệm hạt giống này sẽ mang lại mùa màng bội thu và may mắn. Vì nó được truyền hơi ấm của những bàn tay nam nữ. Mời bạn về Quế Phong chơi tò mặc lẹ. Vì nó là nét riêng chỉ có trong cộng đồng người Thái ở đây. Quả mặc lẹ được bà con nhặt trong rừng mang về, tạo thành trò chơi vui nhộn, đòi hỏi sự chuẩn xác của đôi tay và chân. Người nào trúng được nhiều mặc lẹ hơn, người đó sẽ thắng cuộc. Nếu như các trò chơi dân gian mang lại tiếng cười sảng khoái, thì các nhạc cụ truyền thống lại tạo nên bản sao hưởng đa sắc màu cho ngày Tết. Khắc luống là loại nhạc cụ thô sơ và gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của người Thái. Luống là cái máng giã gạo. Người chơi cầm chày gõ vào thành máng hoặc đâm xuống lòng máng, làm phát ra những âm thanh vang xa rộn rã, lúc chậm rãi nhịp nhàng, lúc cao trào dồn dập như dục dã bước chân mọi người đến với lễ hội. Tham gia khắc luống chỉ có phụ nữ, vì đàn ông Thái không giã gạo nên không biết hoặc khắc luống không hay. Trong dịp lễ Tết, nhạc cụ không chỉ để trình diễn mà còn làm nên những cuộc thi rất sôi nổi giữa các đội chơi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về màn tranh tài giữa cồng, trống và tăng bong bu. Cái trò chơi này thì là cái chiêng sẽ là khởi xướng trước cái trống và cái tăng bong bu. Tại vì cái chiêng này thì là đánh 4 quả
cho nên cái chiêng này đánh khó hơn, và cái trống là bắt buộc phải theo cái chiêng này, và cái tăng bu cũng thế. Đây là thể hiện cái sự bền bỉ này, sự khéo léo này của người đánh chiêng này và người đánh trống và người đánh tăng bu, để hòa quyện ba cái nhạc cụ này lại với nhau để kết tinh thành một cái âm hưởng của miền núi đặc biệt của Quế Phong mà. Nếu như mà người nào mà không có theo kịp thì có bị phạt không ạ? Người nào mà không theo kịp thì kể cả tăng bu hoặc là kể cả chiêng, kể cả trống là đều bị phạt 1-2 phong rượu. Đó là do quy định của trước khi ba hội vào đánh cùng một hồi chiêng, trống và tăng bu với nhau. Mặt trời xuống núi cũng là lúc mà bà con bản Pu Khóng tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để tập trung đông đủ về trường học tham dự bữa cơm tất niên. Hiếm khi người dân ở đây có dịp quây quần bên nhau trong không khí vui vẻ như thế này. Anh ơi, năm nay ta con bản mình ăn Tết có vui không ạ? Vui lắm chị ạ, vì thôn bản mới di dời tái định cư về, cuộc sống người ta ổn định. Năm nay huyện tổ chức Tết cổ truyền cho thôn bản sớm. Dạ. Vì bà con cùng vui mừng đón Tết. Dạ. Mẹ à, thăm bì mơ mèo hẳn lớn. Không chỉ chia sẻ với nhau những mong ước trong năm mới, kể chuyện tiếu lâm hay pha trò cốt để gây cười, Tết còn là dịp để đồng bào Thái thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc mình. Chị ơi, mong cỗ ngày Tết của người Thái thì có những món ăn gì hả chị? Có đặc biệt nhất là món bánh, đây là bánh dài này, bánh sừng trâu này, bánh sừng nhỏ này, bánh sừng đen to này. Mỗi loại bánh đều có ý nghĩa riêng. Bánh gậy thể hiện mong muốn người già có đủ sức khỏe để chống gậy đi chăn trâu chăn bò, đỡ đần con cháu. Bánh sừng trâu sau khi cúng gia tiên còn được cho trâu ăn, cầu cho trâu sinh đẻ nhiều, giúp đỡ gia chủ làm ăn phát đạt. Vậy là người nông dân nước mình dù ở đâu cũng xem trọng con trâu vì nó là đầu cơ nghiệp. Còn bánh chưng nhỏ thì để mừng tuổi cho trẻ con, mong các cháu khỏe mạnh, chăm ngoan. Dù bây giờ đã lì xì bằng tiền, nhưng loại bánh này vẫn được người Thái lưu giữ như một nét đẹp truyền thống. Ngoài bánh, mâm cỗ ngày Tết của người Thái còn có các món ăn đặc trưng như thịt gà, thịt bò luộc và mọc làm từ con nòng nọc. Đặc biệt là không thể thiếu món cá nướng để thờ thần sông, thần suối, để cho sang năm cho bà con đánh bắt được nhiều cá. Cỗ ngon đương nhiên phải có rượu nồng. Chén rượu chúc nhau không chỉ gửi gắm những điều tốt đẹp mà còn thắt chặt thêm mối tình thân. Sau bữa cơm chiều tất niên, lúc này bà con nhân dân bản Pu Khóng đang rất háo hức thưởng thức chương trình văn nghệ chào đón năm mới. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục múa Nàng Sơn Ca do các thanh niên nam nữ bản làng biểu diễn. Nhảy sạp là một trong những vũ điệu tiêu biểu và có sớm nhất của người Thái, bắt nguồn từ công việc giã gạo. Vào những đêm trăng, người dân trong bản thường giúp nhau tranh thủ giã gạo để ngày mai đi làm sớm. Khi những cối gạo đã trắng ngần, mọi người ngả hai cái chày xuống đất làm đà, sau đó đặt ngang lên trên những cặp chày. Có hai cô gái ngồi đầu cầm chày ở hai bên. Tất cả các đôi đồng loạt nhịp nhàng nhấc chày lên, mở rộng ra, đặt xuống rồi vỗ vào nhau đều đặn. Trên nền âm thanh ấy, từng đôi đưa chân vào vòng chày vỗ, khéo léo và nhịp nhàng, nhấc chân lên, đặt chân xuống, kết hợp hai cánh tay đưa, hai bàn tay vẫy hoặc cùng nắm tay nhau, tạo nên một vũ điệu vừa vui nhộn, vừa khỏe khoắn, lại có nét giao duyên, khiến cho bao mệt mỏi của cuộc giã gạo đều tan biến. Bà ơi, bà thấy thanh niên bản mình múa có dẻo không ạ? Chẳng ai hình dung được rằng điệu vỗ chày khá đơn giản và gắn liền với đời sống lao động của người Thái ngày xưa nay đã trở thành một loại hình dân vũ nổi tiếng và rất phổ biến, gọi là múa sạp. Sau này chày được thay bằng sào tre để vỗ cho nhẹ và kêu vui tai hơn. Các điệu múa của tay cũng được cách điệu rất phong phú. Sự phát triển của nhảy sạp chứa đựng thông điệp văn hóa đầy ý nghĩa. Đã là cái đẹp
thì dù có nguồn gốc như thế nào vẫn tiềm ẩn một sức sống phổ quát và bền bỉ. Vấn đề là cần biết gìn giữ và phát huy như thế nào để nét đẹp truyền thống ấy trường tồn cho cả mai sau. Cùng với lời ca, điệu múa, trong đêm giao lưu chào xuân mới hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong và Công ty Thủy điện Hùa Na còn dành tặng phần quà ý nghĩa cho những gia đình đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh vượt khó học giỏi ở bản Pu Khóng. Đây là nguồn động viên khích lệ rất lớn đối với người dân tái định cư trước thềm năm mới, giúp bà con có thêm động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sang năm mới, năm Giáp Ngọ 2014, thay mặt lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con ở điểm tái định cư nói riêng và toàn thể nhân dân của xã Đồng Văn và huyện nhà, đoàn kết, gặp nhiều may mắn và đón một cái xuân mới an khang, thịnh vượng, ấm no. Đêm đã về khuya, nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 8 độ C, nhưng không khí đón Tết ở Pu Khóng đang ngày càng nóng lên. Không phân biệt tuổi tác, địa vị, mọi người cùng sát lại bên nhau trong điệu múa lăm vông say mê và khúc lăm tơi rộn ràng. Có nguồn gốc từ nước bạn Lào, nhưng trải qua quá trình giao lưu văn hóa, ngày nay lăm vông, lăm tơi cũng đã trở thành hình thức sinh hoạt văn nghệ cộng đồng quen thuộc của người Thái. Và Tết của người Thái cũng không thể không có uống rượu cần. Các hình thức vui chơi đều diễn ra xung quanh chung rượu. Mỗi đợt uống đầu thường là một sừng trâu, đợt thứ hai tăng lên có thể hai sừng. Sang đợt thứ ba thì thường tách ra từng đôi một để uống thi tốc độ. Người Thái uống rượu cần rất nghiêm ngặt về luật. Trong đó có luật cấm say, cấm càn quấy, nên uống rượu cần rất vui. Ngày hội đón Tết của người dân Pu Khóng cứ như vậy diễn ra thâu đêm. Cho đến khi đôi chân đã mỏi, vò rượu đã cạn, đống lửa đã tàn, bà con mới chịu dừng cuộc vui. Nhưng trong lòng mỗi người thì vẫn còn nguyên niềm phấn khích. Cũng đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Tấm chân tình mộc mạc của người Thái khiến cho ai dù lạ cũng thành thân, để khi xa vẫn còn lưu luyến. Mong là sớm được gặp lại mọi người ạ. Tạm biệt mẹ nha. Con chào bà. Tạm biệt. Vui Tết với bà con ở Pu Khóng mới càng thấy, dù ở nơi đâu trên đất nước mình, hai tiếng đồng bào cũng vang lên xiết bao ý nghĩa.